Bạn đang nghe sách nói nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Thói quen dũng cảm. Sách sẽ cho bạn biết cách làm thế nào để chấp nhận nỗi sợ hãi của bạn, giải phóng quá khứ và sống cuộc sống dũng cảm của bạn. Quyển sách này dành cho ai? TK Book muốn giới thiệu cuốn sách này đến những ai đang muốn thực hiện ước mơ của mình nhưng lại lo lắng và sợ hãi chuyện thất bại. Kate Oboya, giám đốc chương trình chứng nhận huấn luyện viên sống dũng cảm, đã chia sẻ hành trình của cô và của nhiều khách hàng để giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi ngăn cản bạn. Bạn có thể đọc cuốn sách một cách nhanh chóng, nhưng công việc mất nhiều thời gian hơn. Các nhà quản lý, lãnh đạo và nhân viên có thể áp dụng những hiểu biết của cô ấy để thử thách, hiểu và vượt qua sự thiếu tự tin, nỗi sợ hãi và hạn chế của chính họ. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua sản phẩm của TK Book như ly nước và áo có logo, nước và áo có logo TK Book, USB sách nói, ebook, hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TK Book xin được giới thiệu vài nét về tác giả. Kate Oboya thành lập Iralip Hecom và dẫn đầu chương trình chứng nhận huấn luyện viên sống dũng cảm. Reality.com đã vinh danh cô ấy là một trong 50 người viết blog về sức khỏe, thể chất và hạnh phúc hàng đầu. Sau đây là bản sách tóm tắt do cộng sự TK Book thực hiện. Đầu tiên, bạn có muốn thay đổi? Bạn đã bao giờ cảm thấy bế tắc hoặc muốn cải thiện sự nghiệp, hôn nhân, sức khỏe hoặc mối quan hệ với bản thân? Dù động lực của bạn là gì, bạn có thể sợ thay đổi và những gì nó có thể mang lại. Mô hình thói quen can đảm cung cấp các bước cụ thể mà bạn có thể sử dụng để hiểu những gì bạn thực sự muốn thay đổi, tại sao việc thay đổi có thể khó khăn và cách vượt qua nỗi sợ hãi ngăn cản sự thay đổi. Để đạt được sự thay đổi, bạn phải thay đổi mối quan hệ của mình với nỗi sợ hãi và bằng tiếng nói phản biện bên trong của bạn, và sau đó giải quyết một số sự thật đã tồn tại hàng thập kỷ về cuộc sống. Thứ hai, về ngày giải phóng. Để xác định các yếu tố cụ thể của sự thay đổi, hãy mô tả bằng cách viết ra ngày được giải phóng, một ngày mà bạn sống cuộc sống mà bạn muốn không có giới hạn. Hãy tự do với những suy nghĩ, ước mơ và ý tưởng của bạn trong khi trình bày chi tiết mọi thứ sẽ như thế nào từ sáng cho đến tối. Bài tập này không phải là một danh sách mục hành động. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc sống can đảm như một trạng thái hiện hữu sẽ như thế nào đối với bạn. Tham vọng cá nhân của chúng ta không ích kỷ. Mong muốn của chúng ta xứng đáng trở thành trọng tâm chính trong cuộc sống của chúng ta. Bài tập viết thứ hai, tôn vinh giá trị của lòng dũng cảm, khám phá những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của bạn, gia đình, bạn bè, sự nghiệp và cơ thể. Sẽ như thế nào nếu phiên bản dũng cảm nhất của bạn đảm nhiệm? Nỗi sợ hãi xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau đối với những người khác nhau. Nhận thức được cảm giác sợ hãi của bạn sẽ mở ra cánh cửa để hiểu được các quá trình của chính bạn. Bạn không thể kiểm soát những gì người khác nghĩ hoặc nói về hướng đi mới mà cuộc sống của bạn đang đi, nhưng bạn có thể đưa ra lựa chọn có ý thức để luôn phù hợp với các lựa chọn của bạn. Thay đổi có thể quá sức, chỉ chọn ba mục làm mục tiêu trọng tâm chính của bạn. Những điều này có thể là tập trung vào hành động, chẳng hạn như cố gắng đi du lịch hoặc trở nên tinh thần hơn, hoặc sống thật hơn với con người của bạn. Mục tiêu nhân ái liên quan đến việc làm những việc cho người khác trao quyền cho bạn nhiều hơn là các mục tiêu tập trung vào bản thân. Các mục tiêu cá nhân có khả năng thành công hơn khi bạn gắn chúng với lợi ích tập thể. Giải thích lý do đằng sau ba mục tiêu trọng tâm chính của bạn và làm việc để xác định lợi ích cộng đồng cho mỗi mục tiêu. Điều này củng cố mong muốn của bạn để thực hiện chúng. Thứ ba, não bộ và thói quen. Các hạch nền của não là khu vực quan trọng để hình thành thói quen và trải qua nỗi sợ hãi. Nó được kết nối chặt chẽ để một gợi ý kích hoạt hành vi hoặc phản ứng, một thói quen. Sau đó phần thưởng sẽ theo sau. Phần thưởng là bất cứ thứ gì làm giảm căng thẳng do nguyên nhân ban đầu. Quá trình này lặp lại cả ngày. Một số thói quen không mạnh mẽ, trong khi những thói quen khác gây ra nỗi sợ hãi hoặc sự thiếu tự tin ngay lập tức và làm tê liệt. Để thay đổi một thói quen, bạn phải thay đổi thói quen của chu trình tín hiệu thói quen khen thưởng. Thứ tư, thói quen sợ hãi theo thói quen. Biết cách bạn tự động phản ứng với nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ bản thân hoặc sự không chắc chắn sẽ mang lại cho bạn nhận thức. Nhận thức được hành động của bạn là bước đầu tiên để thay đổi chúng. Trong khi mọi người xử lý nỗi sợ hãi theo nhiều cách, bốn phản ứng phổ biến nhất là quy trình cầu toàn, bạn có thể chỉ trích bản thân và những người xung quanh. Bạn cố gắng ngụy trang các khía cạnh của bản thân trong khi hoạt động quá mức. Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ cao cho bản thân. Kẻ phá hoại, ban đầu bạn có thể bị kích động về một dự án, mục tiêu hoặc phương hướng, nhưng lại chùn bước trước khi hoàn thành nó. Sự sinh hoạt hàng ngày bị áp đặt, thay vì làm việc theo mục tiêu hoặc nhu cầu của bản thân, bạn tập trung vào người khác do sợ mọi người giận mình. Quy trình bi quan, bạn cảm thấy thiếu hy vọng sâu sắc về việc đạt được mục tiêu của mình.
Thứ năm, thói quen dũng cảm. Suy nghĩ về thói quen nào trong số những thói quen này phù hợp với bạn sẽ cung cấp thông tin chi tiết và thông tin bạn cần để nghiên cứu sâu hơn về việc tạo ra một cuộc sống can đảm. Mô hình thói quen dũng cảm sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Bốn khu vực của nó được xây dựng dựa trên nhau. Họ đang 1. Truy cập vào cơ thể. Học cách hiểu cảm giác sợ hãi trong cơ thể bạn và nơi bạn cảm nhận nó. Nỗi sợ hãi thể hiện trong cơ thể có thể khiến bạn quay trở lại với những lựa chọn quen thuộc không hoạt động tốt với bạn. Hiểu những gì xảy ra về mặt thể chất khi bạn được huấn luyện thành thói quen phản ứng với nỗi sợ hãi. Sử dụng kỹ thuật quét cơ thể để kiểm tra cơ thể của bạn từ đầu đến chân trong 3 đến 5 phút mỗi ngày. Hỏi những vùng cụ thể trên cơ thể bạn một câu hỏi lành tính. Chẳng hạn như này, hôm nay có gì không? Bạn có thể trau dồi những cảm giác có thể kết nối với nỗi sợ hãi. Bạn có thể cảm thấy một cảm giác như vậy trong dạ dày của bạn, trong các cơ thắt chặt hoặc cảm giác mất tập trung. Khi đặt những câu hỏi đúng, một khía cạnh của bản thân mà có thể đã không hoạt động từ lâu bắt đầu xuất hiện, bản thân can đảm nhất của bạn. Nếu ngồi yên lặng và hít thở không hiệu quả với bạn, hãy thử khiêu vũ, chạy, tập yoga, vươn vai, đi bộ đường dài hoặc hình dung trong quá trình quét cơ thể. Tiến hành quét hàng ngày và ghi lại những cảm giác xuất hiện. Một số người có thể không thích quá trình này hoặc cảm thấy bị choáng ngợp bởi cảm xúc của họ. Cả hai phản ứng thường liên quan đến sự không thoải mái khi đối mặt với các vấn đề. Tìm các biện pháp bên ngoài để giới hạn phạm vi của bài tập. Điều này có thể cung cấp cho bạn một khuôn khổ an toàn để khám phá cảm xúc hoặc bất kỳ sự khó chịu nào mà bạn cảm thấy. Đặt hẹn giờ, nhờ bạn bè gọi điện, đi dạo hoặc tập thể dục ngay sau đó hoặc nhờ một người bạn làm đối tác giải tỏa của bạn. Họ sẽ lắng nghe mà không phán xét khi bạn giải quyết các vấn đề phát sinh. 2. Nghe mà không cần đính kèm. Học cách lắng nghe người chỉ trích nội bộ của bạn. Ai cũng có một người mà không cần tin những gì nó nói. Sau đó khám phá cách thay đổi cuộc trò chuyện. Khi cơ thể phản ứng với nỗi sợ hãi, tâm trí có một số cách để giảm bớt căng thẳng. Một là tiếng nói nội bộ hay còn gọi là phê bình, bằng cách chỉ trích nó bảo vệ bạn và cố gắng giúp bạn tránh bất cứ tình huống căng thẳng nào có thể xảy ra. Cảm xúc là một thỏa thuận trọn gói. Nếu bạn cố gắng dập tắt nỗi sợ hãi của mình, bạn cũng đang kìm hãm khả năng cảm nhận niềm vui. Nếu bạn thường xuyên phớt lờ, công kích hoặc tán thưởng người chỉ trích của mình, bạn có thể tin rằng bạn sẽ đánh bại được điều đó. Hãy dành một chút thời gian để tiếp cận nội dung của bạn và ghi lại một cách trung thực những từ mà người chỉ trích sử dụng khi bạn nghĩ về ba mục tiêu trọng tâm chính của mình. Đừng dịch lời của nhà phê bình, viết chúng ra khi chúng ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn. Với các từ trên giấy, hãy kiểm tra cơ thể của bạn. Chỉ điều đó thôi cũng có thể thay đổi quy trình điểm thưởng. Nó giúp bạn tách mình ra khỏi những lời nói của giọng nói bên trong bằng cách mang lại cho bạn lòng trắc ẩn đối với nỗi sợ hãi mà nó thể hiện vào mối liên hệ tiềm ẩn của bạn với người hoặc những người mà giọng nói phê phán có thể phản ánh. Biết được thói quen sợ hãi nào mà bạn mặc định sẽ cho bạn sức mạnh để ngừng sống bằng chế độ lái tự động từ một nơi dựa trên nỗi sợ hãi và bắt đầu gỡ rối bản thân khỏi mô hình sợ hãi tổng thể về tín hiệu, thói quen, khen thưởng. Giọng nói bên trong đó là một người bạn xứng đáng, những người giao tiếp kém. Xem xét nó dưới góc độ mối quan hệ cho phép bạn xác định ranh giới và yêu cầu giao tiếp tôn trọng hơn. Ví dụ, nếu một người vợ về nhà có lẽ đã quên lần thứ ba để thực hiện một công việc vặt cần thiết, chồng cô ấy có thể đưa ra nhận xét gay gắt. Người vợ có thể yêu cầu chồng làm lại, làm ơn nhận xét của anh ấy. Yêu cầu người khác trao đổi thông tin tôn trọng hơn sẽ có hiệu quả vì nó tiết lộ vấn đề cốt lõi trong cuộc thảo luận của bạn và có thể thúc đẩy đối thoại tôn trọng lẫn nhau. Thực hành dựa trên cơ thể là để giúp bạn ngăn chặn cảm giác sợ hãi khiến bạn bị mắc kẹt. Yêu cầu sự tôn trọng tương tự từ người chỉ trích nội bộ của bạn để phân biệt nỗi sợ hãi làm cơ sở cho lý do chỉ trích hoặc chế nhạo. Cố gắng khám phá ra cơ sở của nỗi sợ hãi đó. Tìm cách hiểu vết thương của bạn mà bạn phải chữa lành, chứ không phải áo giáp mà người chỉ trích mặc thay cho bạn. Hiểu được vết thương nội tâm của bạn, những vết thương mà ai cũng gặp phải, cho phép bạn thực hiện bước tiếp theo trong việc xem xét những ý tưởng hạn chế của bạn về những gì bạn có thể đạt được trong cuộc sống của mình. 3. Sắp xếp lại các câu chuyện giới hạn. Học cách sửa đổi và thay đổi một số chân lý hạn chế những gì bạn tin rằng mình có thể làm. Bạn đã bao giờ muốn làm điều gì đó mà bạn nghĩ rằng bạn không thể? Chẳng hạn như cạnh tranh trong một trò chơi triathlon. Bạn có thể có một giả định đơn giản rằng bạn không thể thao và bạn tin vào giả định đó. Sự thật giả dối này không phải là lời chỉ trích của bạn. Đó là câu chuyện chữ S liên tục làm suy yếu mục tiêu của bạn. Thay đổi bắt đầu bằng việc có một mối quan hệ khác với người chỉ trích. Đó không phải là kẻ thù của bạn, cũng không phải là người nên cho bạn lời khuyên. Những câu chuyện thường bắt nguồn từ thời thơ ấu, sự thiếu thốn hoặc không có khả năng nhận thức. Những câu chuyện giới hạn này phù hợp với thói quen sợ hãi của bạn. Một người bi quan có thể tin một câu chuyện mà không nỗ lực sẽ tạo ra sự khác biệt.
trong khi những người theo chủ nghĩa hoàn hảo có thể tin rằng chỉ có sự chăm chỉ vô cùng mới khiến chúng trở nên xứng đáng. Để khám phá câu chuyện của bạn, hãy quay lại ba mục trọng tâm chính và kết nối với những cảm xúc mà chúng gợi lên. Trong khi đang ở trong cảm giác đó, hãy kết thúc những lời nhắc tôi thất vọng vì, hoặc điều này cảm thấy rất khó khăn vì. Lưu ý cách người phê bình của bạn phản ứng với điều này. Nó cho biết bạn nên hoặc không nên làm hoặc không nên làm gì. Khi đi giảm khả năng phòng thủ, bạn đang nói với một vết thương cần được chữa lành, chứ không phải là bộ giáp giữ thói quen cũ. Bước tiếp theo một lần nữa sử dụng các lời nhắc, chẳng hạn như, khi tôi dũng cảm nhất, tôi vẫn nghĩ rằng mình không thể. Rút ra những câu chuyện mà bạn có thể kể cho chính mình. Sử dụng thông tin từ các bài tập này, hãy viết ra tất cả các câu chuyện mà bạn có thể xác định được. Hãy cẩn thận đừng chỉnh sửa câu chuyện qua lăng kính logic trước khi viết chúng ra. Hầu hết các câu chuyện mà bạn nắm giữ là sự thật không thể tồn tại trong ánh sáng ban ngày. Đây là lý do tại sao, khi bạn viết chúng ra, bạn có thể muốn giảm giá hoặc thay đổi chúng. Việc sắp xếp lại giới hạn câu chuyện xảy ra khi chúng tôi đặt câu hỏi về niềm tin giả định về cách nó là và sau đó chọn một câu chuyện khác. Một câu hỏi như tôi có thực sự tin câu chuyện này không? Có thể khiến bạn nhớ lại những trải nghiệm cho thấy câu chuyện không có thật hoặc bạn thấy nó không có thật trong cuộc sống của mình. Việc dàn dựng lại những niềm tin mà bạn đã viết ra để chúng có cơ sở trên thực tế, theo những gì bạn có ý thức tin là đúng, có thể phá vỡ sức mạnh của những câu chuyện lặp đi lặp lại này. Cô lập vừa là một câu chuyện vừa là một sự lựa chọn, tạo ra nhiều kết nối hơn trong cuộc sống của bạn là một số công việc dũng cảm nhất mà chúng tôi từng làm. Để điều chỉnh lại câu chuyện của bạn, hãy bắt đầu bằng một khía cạnh của câu chuyện có thật, chẳng hạn như trong thời điểm này, tôi mắc nợ, bằng cách kéo dài nó sang một hướng lạc quan hơn. Nó có thể trở thành, trong thời điểm này, tôi đang mắc nợ và tôi quyết tâm thay đổi điều đó. Có thể bạn không phải là vận động viên ba môn phối hợp, nhưng một lịch trình luyện tập có kỷ luật có thể giúp bạn hướng tới mục tiêu cạnh tranh trong một sự kiện thể thao. Sau khi làm việc thông qua việc thay đổi câu chuyện của bạn, hãy chọn tin vào những câu chuyện tuyệt đối xuất hiện ban đầu trong bài viết của bạn hay những câu chuyện kéo dài cho phép bạn nhận ra khả năng và khả năng mới của mình. Công việc tìm hiểu cách thức nỗi sợ hãi xuất hiện trong cơ thể bạn có thể nghe thấy mà không cần tuân theo lời chỉ trích của bạn và thay đổi những câu chuyện lâu nay của bạn sẽ giúp tạo ra và duy trì những thói quen mới, lành mạnh. 4. Tiếp cận và tạo cộng đồng. Học cách củng cố cộng đồng của bạn và tạo ra một cộng đồng lớn hơn, hỗ trợ để bạn chuyển đổi sang một cuộc sống can đảm hơn. Tham gia vào một nhóm những người cùng chí hướng tạo điều kiện cho sự thay đổi. Xác định cộng đồng dựa trên lòng dũng cảm của bạn có nghĩa là tạo ra một mạng lưới bạn bè hiện có hoặc những người quen mới. Những người thể hiện lòng dũng cảm và vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách giúp đỡ lẫn nhau. Đây có thể là một nhóm người hoặc một người. Họ sao lưu ước mơ của bạn và mong muốn thay đổi của bạn. Việc tạo ra các cộng đồng can đảm ủng hộ những thay đổi của bạn sẽ khiến thay đổi không chỉ đáng tin mà còn khiến thay đổi thực sự có thể xảy ra. Hãy xem xét những người trong cuộc sống của bạn và lưu ý những người bạn cảm thấy thể hiện bản chất quan tâm của họ. Xem lại danh sách của bạn để biết những người dễ bị tổn thương, lạc quan và đồng cảm. Tìm kiếm những người không nói xấu người khác. Những người bạn dựa trên sự can đảm của bạn có thể nghi ngờ hành động hoặc tuyên bố của bạn. Nhưng hãy làm như vậy mà không phán xét. Nếu bạn là một người hướng nội, hãy vượt qua sự khó chịu về thể chất, nỗi sợ hãi khi hòa nhập vào xã hội, cũng như tiếng nói của người chỉ trích và bất kỳ sự thật nào mà bạn tin tưởng. Nếu đời sống tình cảm của chúng ta bị ảnh hưởng bởi tín hiệu, thói quen, khen thưởng và chúng ta muốn thay đổi điều gì đó, thì điểm thay đổi hiệu quả nhất là thói quen. Ba bước đầu tiên của thói quen dũng cảm nhắm vào nỗi sợ hãi và mục tiêu của cá nhân bạn. Sử dụng các bước đó để tìm kiếm các mối quan hệ mới và cải thiện những mối quan hệ hiện có. Cởi mở về con người của bạn sẽ tạo ra một cộng đồng hỗ trợ. Giống như hầu hết mọi người, bạn có thể che giấu một phần của bản thân. Thông thường, việc ẩn đó là tự động và bạn vẫn không biết về nó. Ví dụ, có lẽ bạn vẽ một bức tranh hoàn hảo về cuộc sống của mình trên mạng xã hội để che giấu thực tế. Hiểu được vai trò của nỗi sợ hãi trong các thói quen sinh hoạt, chia nhỏ chúng và tạo ra những thói quen can đảm, khác biệt là cách bạn thay đổi cuộc sống của mình. Việc che giấu bản thân có thể trở thành một vòng tròn vô hạn trong đó, bởi vì bạn không tin tưởng bản thân hoặc người khác, bạn cảm thấy khó tin tưởng hơn. Điều này chỉ khiến bạn càng trốn tránh nhiều hơn. Cũng giống như bạn có các câu chuyện ẩn chứa lý do tại sao bạn không thể làm điều gì đó, bạn có thể có các câu chuyện tương tự về những người mà bạn giấu giếm hoặc về lý do bạn ẩn. Trong một số trường hợp, nỗ lực của bạn để xây dựng các mối quan hệ tốt hơn có thể không hiệu quả. Chẳng hạn như với một thành viên trong gia đình, người chỉ trích những lựa chọn hoặc mục tiêu mới của bạn, như bạn đã làm với người chỉ trích bên trong, hãy yêu cầu giao tiếp tôn trọng hơn. Nếu các mối quan hệ khó khăn của bạn không thể sửa chữa được,
ngay cả khi bạn sử dụng tất cả các khía cạnh của thói quen dũng cảm trong nội bộ và khi nói chuyện với họ, bạn có thể phải đối mặt với những quyết định khó khăn về việc tiếp tục các mối quan hệ đó. Trong các tình huống khác, thể hiện mình là người dũng cảm nhất có thể khiến mọi người đến gần bạn hơn khi họ nhận ra sự hài lòng mới của bạn. Cảm ơn bạn đã nghe bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có thể bình luận vào phần ghe bên dưới các ý chính mà bạn ấn tượng nhất trong các ý sau nhé. Mọi người có phản ứng vật lý đối với nỗi sợ hãi, mặc dù bạn có thể không nhận thức được phản ứng của người khác. Nếu bạn viết về cuộc sống một ngày không có giới hạn của sự sợ hãi, những gì bạn viết sẽ tiết lộ những thay đổi bạn muốn thực hiện. Sử dụng mô hình thói quen can đảm để thay đổi hành vi hoặc cuộc sống của bạn. Những thói quen sợ hãi phổ biến bao gồm người cầu toàn, người ngụy trang sự không hoàn hảo bằng cách làm việc chăm chỉ hơn. Cũng nên biết về người bi quan, người khiến bạn nghĩ rằng không nỗ lực nào là đáng giá, kẻ phá hoại và quy trình tử đạo. Cơ thể bạn thường mặc định hành vi lặp lại khi bạn cảm thấy sợ hãi. Phát triển mối quan hệ với người chỉ trích bên trong của bạn để bạn có thể diễn đạt lại phản ứng của người đó đối với mục tiêu của bạn. Khám phá và kiểm tra câu chuyện mà bạn tin tưởng có thể giúp xác định lại niềm tin của bạn. Tạo một cộng đồng dựa trên lòng dũng cảm hỗ trợ sự thay đổi của bạn. Một khi bạn hiểu mô hình thói quen dũng cảm, hãy áp dụng nó vào các mối quan hệ khác trong cuộc sống của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được Cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 30.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.